Xin chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Lớp Tiền Sản Online được phát trực tiếp trên kênh fanpage của Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn. Quý vị thân mến, sau 3 số đã phát sóng, chương trình Lớp Tiền Sản Online đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các ông bố bà mẹ tương lai. Với các kiến thức thai kỳ được cung cấp từ các bác sĩ sản khoa, nhi khoa, dinh dưỡng, chúng tôi hy vọng rằng các ông bố bà mẹ tương lai sẽ có những nền tảng kiến thức vững chắc cho hành trình vượt cạn an toàn và chào đón những thiên thần bé nhỏ đến với gia đình. Chúng tôi hy vọng rằng các mẹ bầu khi dưỡng thai ở nhà vẫn luôn có sự đồng hành của các bác sĩ sản khoa của chúng tôi bên cạnh các bạn, lắng nghe và chia sẻ những giải đáp thắc mắc mà các mẹ bầu không biết hỏi ai. Thưa quý vị, viêm âm đạo trong thai kỳ xảy ra ở 10-20% thai phụ và có thể xuất hiện ở bất cứ lúc nào trong thai kỳ. Bệnh lý này không chỉ gây cảm giác khó chịu, có mùi hôi, ngứa ở vùng kín mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của mẹ bầu cũng như là thai nhi. Như vậy, làm cách nào để chúng ta có thể điều trị bệnh lý viêm âm đạo trong thai kỳ mà không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi? Chương trình Lớp Tiền Sản Online tháng 6 với sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Thị Anh Thư, chuyên khoa sản Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn sẽ giúp các ông bố bà mẹ tương lai tìm hiểu kỹ hơn về bệnh lý này. Xin chào bác sĩ Anh Thư và xin mời bác sĩ sẽ thực hiện chủ đề ngày hôm nay của mình. Xin chào quý vị khán giả, mình là bác sĩ Nguyễn Thị Anh Thư, chuyên khoa phụ sản Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn. Hôm nay mình sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về vấn đề viêm âm đạo trong thai kỳ. Như các bạn MC VR đã nói, tình trạng viêm âm đạo trong thai kỳ không chỉ riêng dành ở những người phụ nữ có thai mà thậm chí ở những người phụ nữ bình thường ít nhất một lần bị viêm âm đạo trong thai kỳ. Đặc biệt là những người phụ nữ trong thời kỳ mang thai thì 10-20% viêm âm đạo thường các sản phụ thường tới với bác sĩ vì lý do vì vậy. Bệnh lý viêm âm đạo có thể xảy ra ở bất kỳ thời gian nào trong tình trạng mang thai. Vậy hôm nay mình sẽ cùng với các bạn để tìm hiểu rõ hơn vấn đề viêm âm đạo trong thai kỳ. Viêm âm đạo trong thai kỳ thì các tình trạng này xảy ra không chỉ gây tình trạng khó chịu và ở những cái vùng kín của âm đạo mà có thể gây hại đến cho sức khỏe của mẹ và thai nhi. Vậy những cái nguyên triệu chứng và nguyên nhân nào dẫn tới bệnh lý viêm âm đạo trong thai kỳ chúng ta cùng tìm hiểu. Triệu chứng viêm âm đạo trong thai kỳ sẽ biểu hiện như thế nào? Đầu tiên, chúng ta có thể thấy được là tình trạng ngứa ở vùng âm đạo. Thứ hai là có thể đau và rát khi đi tiểu. Ba là tình trạng sưng và rộp đỏ ở vùng âm hộ. Đấy là những cái tình trạng mà hay xảy ra mà các mẹ bầu thường tới với bác sĩ để giải quyết cái tình trạng khó chịu này. Tiếp nữa là cái tình trạng mà dịch âm đạo ra ở bệnh lý bất thường. Thứ nhất, dịch âm đạo của bình thường của mình là sẽ trắng gai, không có mồ hôi, nhưng mà tình trạng của dịch âm đạo của những người mình tình trạng bệnh lý viêm âm đạo thì có thể là ra chất nhầy âm đạo, nhầy và có mùi rất là khó chịu. Thứ hai, tiếp nữa là các tình trạng đau khi mà quan hệ trong những người phụ nữ bình thường và cũng như trong tình trạng quá trình mang thai. Vậy tác nhân nào gây viêm âm đạo? Có rất nhiều tác nhân gây bệnh lý viêm âm đạo trong thai kỳ và những cái bệnh lý này thông thường là những tác nhân sống trong môi trường hệ khuẩn âm đạo. Có những tác nhân thì có thể lây lan qua bệnh lý quan hệ tình dục, ví dụ như là chlamydia hoặc là lậu cầu. Có những tác nhân thì sống cân bằng trong hệ khuẩn âm đạo như là nấm candida. Bình thường những cái tác nhân như nấm candida và lợn khuẩn âm đạo thì sống ổn định trong cơ thể. Khi có một tình trạng stress nào đó thì những cái tác nhân như nấm và lợn khuẩn âm đạo mới gây những cái triệu chứng và gây viêm âm đạo. Một tác nhân nữa gây ra bệnh lý viêm âm đạo trong thai kỳ là Trichomonas. Đây là một những tác nhân mà gây ra qua bệnh lý lây lan qua tình dục. Những người phụ nữ có thể mắc những bệnh lý này mà trước đó không nên biết. Và sau khi mà có mang thai có những cái triệu chứng này rầm rộ lên và gây tình trạng viêm âm đạo trong thai kỳ. Đó là tác nhân gây viêm âm đạo trong thai kỳ. Vậy nguyên nhân gây viêm âm đạo trong thai kỳ là gì? Trong quá trình mang thai thì khi nội tiết tố của người phụ nữ mang thai thay đổi sẽ có một tình trạng stress nhẹ thì những cái loạn khuẩn trong âm đạo và những cái tác nhân này sẽ bùng phát lên và gây tình trạng viêm âm đạo trong thai kỳ. Thứ hai là có thể
sử dụng thuốc kháng sinh. Khi mà có tình trạng quá khó chịu ở vùng viêm âm đạo như vậy thì những người mẹ bầu không biết thì có thể ra sử dụng, tự ý sử dụng thuốc, và những cái kháng sinh này thì vô tình đã diệt đi những cái con lợi khuẩn tốt trong âm đạo và bùng phát lên những cái con vi khuẩn có hại gây viêm âm đạo trong thai kỳ. Tiếp nữa, như mình đã biết, mình giới thiệu các bạn hồi nãy là có một số tác nhân, những bệnh lý gây lan qua đường tình dục. Khi mà gây lan qua đường tình dục mà không an toàn, như là đầu cầu chlamydia, đó là những bệnh lý gây viêm âm đạo nặng nề và có thể gây tình trạng viêm phòng phụ ở phụ khoa. Thứ ba nữa là cái tình trạng mà vệ sinh sau khi mà quá trình vệ sinh hàng ngày của người phụ nữ không đúng. Tiếp sau cái phần này, mình sẽ giới thiệu các bạn về cách điều trị và phòng bệnh lý viêm âm đạo như thế nào nha. Trong người phụ nữ mang thai thì cái sự có thể thay đổi nội tiết tố từ bắt đầu, như là những khi một đứa trẻ là nội tiết tố của người phụ nữ sẽ khác. Sau khi nội tiết tố của người ở phụ nữ trưởng thành, quá trình mang thai và tiền mãn kinh sẽ khác. Đặc biệt là những người phụ nữ mang thai có sự thay đổi nội tiết tố đột ngột sẽ dẫn tới cái tình trạng tiết dịch âm đạo bất thường, và khi đó sẽ có tình trạng nhiễm khuẩn âm đạo và viêm âm đạo xảy ra. Và phụ nữ mang thai thì cái tình trạng viêm âm đạo này xảy ra sẽ rầm rộ hơn, và không những cái thuốc điều trị viêm âm đạo trong những phụ nữ nào cũng được kết hợp. Các bạn nên tới điều trị và khám viêm âm đạo để kiểm tra, để có những cái sự hướng xử trí tiếp tục và đúng đắn cho mình. Vậy những cái tình trạng viêm âm đạo trong thai kỳ nó có ảnh hưởng gì tới người mẹ và thai nhi của mình hay không? Thứ nhất, viêm âm đạo trong thai kỳ có thể gây tăng quá trình gây sảy thai. Thứ hai, viêm âm đạo có thể là gây kích thích dị dạ, gây sinh non, gây nhiễm trùng ối, gây ối vỡ non và gây sinh non. Các bệnh lý lây lan qua đường tình dục như là HIV, viêm gan, herpes, giang mai cùng lúc với những như chlamydia và lậu cầu có thể gây ảnh hưởng, gây bị nhiễm trùng sơ sinh và nhiễm trùng sơ sinh cho thai nhi, có thể dẫn đến tử vong. Vậy điều trị viêm âm đạo như thế nào? Ở triệu chứng viêm âm đạo ở khi phụ nữ mang thai ở mọi người là mỗi khác nhau. Chúng ta cần đi khám thai định kỳ, và nếu có những triệu chứng viêm âm đạo nói trên, cần nói bác sĩ sản phụ khoa của mình theo dõi và kiểm tra để có những hướng xử trí đúng đắn. Thông thường một liệu trình điều trị viêm âm đạo là bao lâu? Tùy theo những cái tác nhân thích hợp thì cái điều trị viêm âm đạo sẽ khác nhau. Trung bình thì thời gian điều trị viêm âm đạo từ 7 đến 14 ngày, và tùy theo những tác nhân viêm âm đạo mà bác sĩ có hướng xử trí thích hợp cho bạn. Đây là một cái hướng mà sử dụng thuốc để đặt âm đạo điều trị viêm âm đạo. Đa số những cái thuốc mà sử dụng hiện giờ là điều trị viêm âm đạo là những thuốc đặt tại chỗ và kem gel đặt âm đạo. Đây là một cái phương pháp để là tác dụng tại chỗ và ít ảnh hưởng tới mà thai kỳ. Đầu tiên chúng ta phải rửa vệ sinh tay. Chú ý là các bạn nên đặt viêm điều trị vào buổi thời điểm buổi tối, nhớ đi tiểu sạch. Sau đó lau khô vùng kín, bóc thuốc ra. Một số loại thuốc viêm âm đạo thì có thể hay khô, các bạn có thể nhúng nước nhẹ. Sau đó có thể dùng găng tay vô khuẩn hoặc là bao cao su đẩy cái vùng viên thuốc vùng trong vào xong trong âm đạo để cái thuốc có tác dụng. Vậy chúng ta vệ sinh hàng ngày âm đạo như thế nào cho hợp lý và giảm các triệu chứng viêm âm đạo? Thứ nhất, các bạn nên vệ sinh âm đạo ít nhất là 2 lần một ngày. Trừ những cái trường hợp mà nó gây tiết dịch quá nhiều thì các bạn có thể chịu khó thay đồ lót thường xuyên. Và những cái đồ lót mà chúng ta nên mặc là những cái đồ lót mà là cotton thấm hút khỉ. Sau đó những cái đồ lót này thì chúng ta nên phơi hết ngoài nắng. Sau đó để giảm những cái tác nhân như là nấm và cái loạn khuẩn âm đạo. Các bạn không nên lạm dụng cái dung dịch vệ sinh phụ nữ. Những cái dung dịch vệ sinh phụ nữ này thì các bạn có thể hỗ trợ điều trị viêm âm đạo, nhưng mà chúng ta chỉ giúp hỗ trợ thôi, không nên lạm dụng, bởi vì khi mà lạm dụng chúng ta sẽ làm mất cái hiệu quả, mất cái cân bằng lợi khuẩn âm đạo và gây cái tình trạng viêm âm đạo sẽ gây nặng nề hơn. Một số thai phụ hỏi mình là cái tình trạng mà nên sử dụng
băng vệ sinh hàng ngày như thế có tốt hay không? Băng vệ sinh hàng ngày thì thời điểm ban đầu nó sẽ thấm tốt, nhưng khoảng thời gian sau các bạn không nên dùng thường xuyên, bởi vì nó sẽ gây tác nhân bí, và đặc biệt là những loại băng vệ sinh có mùi thơm, đó là những tác nhân nó gây quá kích và gây tình trạng viêm âm đạo sẽ nặng hơn. Có còn tình trạng mà sử dụng trong quá trình hành kinh không ở những người phụ nữ trong thai kỳ, có hai loại thì có dùng là băng vệ sinh và băng tăm bông. Ở những băng vệ sinh thường dùng trong những ngày đằng đỏ thì các bạn chỉ cần thay 3 đến 4 lần. Còn những cái vùng tăm bông thì các bạn chú ý chỉ có nên dùng trong vòng 1 đến 2 ngày đầu quá trình hành kinh, và chú ý là 2 tiếng phải thay một lần. Đây là những cái bài tham khảo và giới thiệu của mình sơ qua về các vấn đề viêm âm đạo để giúp cho các mẹ bầu và các quý vị khán giả hiểu rõ hơn về vấn đề viêm âm đạo trong thai kỳ. Và xin cảm ơn quý vị. Quý vị thân mến, chúng ta vừa được tìm hiểu những thông tin rất hữu ích về bệnh lý viêm âm đạo trong thai kỳ để giúp cho các mẹ bầu chúng ta có thể theo dõi tốt hơn tình trạng sức khỏe của mình và phát hiện sớm các bệnh lý có thể xảy ra, từ đó có phương pháp phòng ngừa và điều trị một cách hiệu quả. Mẹ bầu đang theo dõi chương trình, chúng ta nếu có những thắc mắc, những câu hỏi cần được tư vấn và giải đáp từ phía bác sĩ, chúng ta có thể để lại câu hỏi ngay tại phần bình luận của chương trình livestream đang được phát trực tiếp trên kênh fanpage của Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn. Tháng 6 này, Hoàng Mỹ Sài Gòn sẽ dành tặng đến các ông bố bà mẹ chương trình đặc biệt, đó là ưu đãi 10% khi đăng ký online và đặt cọc gói sinh sẽ được diễn ra từ ngày 22 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng ta chỉ còn vài ngày nữa để có thể áp dụng ưu đãi của chương trình. Các ông bố bà mẹ nào chúng ta quan tâm đến gói sinh tại Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn, xin vui lòng nhanh tay gọi đến số hotline 0904 334 841 để chúng tôi có thể thông tin rõ hơn đến quý vị về các dịch vụ trong gói sinh tại Hoàng Mỹ Sài Gòn. Và xin được bắt đầu bằng câu hỏi đầu tiên dành cho bác sĩ Anh Thư từ một bạn khán giả có tên là Vi Tú như sau. Bác sĩ cho tôi hỏi, số lượng khí hư ra nhiều, tăng đột biến, đặc biệt là vào thời điểm trước và sau khi rụng trứng là bình thường hay bất thường thưa bác sĩ? Bây giờ mình sẽ giải thích cho bạn thế nào là khí hư bình thường, sau đó mình sẽ giải thích cho bạn khí nào là khí hư bất thường. Ở những người phụ nữ bình thường, đặc biệt là những người trước và sau khi rụng trứng, nó có tình trạng là tăng tích dịch âm đạo. Và cái tình trạng khí hư của những người sinh lý bình thường là những khí hư trắng, dai, không có mùi hôi. Và tình trạng khí hư ở mỗi người phụ nữ là khác nhau. Nếu bạn cảm thấy cái tình trạng khí hư này không giống như những khí hư của chu kỳ kinh nguyệt trước, thì bạn nên đi khám bác sĩ để bác sĩ kiểm tra cho bạn coi thử cái tình trạng khí hư này là bất thường hay bình thường. Và những cái triệu chứng khí hư bất thường như sau mà chúng tôi hay gặp: thứ nhất là tình trạng tiết dịch âm đạo bất thường, có gây khó chịu, thứ nhất như mùi hôi bất thường về màu, mùi xanh vàng, kèm theo những cái tình trạng ngứa, tiểu rác hoặc là đau khi quan hệ, và hoặc là cái tình trạng mà tiết dịch rất nhiều khí hư so với những tình trạng chu kỳ kinh nguyệt trước, thì đó là những tình trạng khí hư bạn nên tới bác sĩ kiểm tra. Dạ, mình xin cảm ơn. Dạ. Câu hỏi tiếp theo từ bạn Ngô Phạm Bích Ngọc, đó là bác sĩ cho em hỏi bao nhiêu tuần thì mình biết được là khả năng sinh thường hay là sinh mổ ạ? Các tình trạng mà sinh thường hay sinh mổ là nó hơi ngoài cái mục tiêu của tình trạng viêm âm đạo trong thai kỳ, nhưng mình sẽ hỗ trợ thêm. 3 tháng cuối và thai kỳ là cái tình trạng có thể khả năng xác định được bạn, bệnh lý của bạn, thai kỳ của bạn có thể sinh thường hay là sinh mổ. Và khi mà bác sĩ khám cho bạn sẽ tư vấn cho gia đình và thai kỳ thai phụ biết là tình trạng của bạn có thể theo dõi sinh thường này hay không, hay là sinh mổ. Có một số trường hợp bệnh lý sinh mổ phải được đặt ra chỉ định tuyệt đối như nhau tiền đạo, hoặc là cái tình trạng mà thai kỳ của con của bạn quá to. Đó là những cái chỉ định mổ tuyệt đối trong cái tình trạng thai kỳ. Còn bài hôm nay viêm âm đạo trong thai kỳ, mình chỉ hỗ trợ bạn bệnh lý về viêm âm đạo trong thai kỳ. Dạ vâng, cảm ơn cái phần tư vấn của bác sĩ Anh Thư. Và xin được tiếp tục bằng câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Thúy, đó là bác sĩ cho tôi hỏi, vấn đề viêm phụ khoa có gây hại trực tiếp cho thai
bằng cách tạo ra những thay đổi dẫn đến bất thường khi sinh như mẹ nhiễm giang mai, HIV có thể lây nhiễm cho thai nhi, nhiễm trùng hay thậm chí là tử vong hay không ạ? Có tình trạng viêm âm đạo trong thai kỳ, nó có rất nhiều nguyên nhân và tác nhân gây viêm âm đạo. Và một trong những cái tác nhân nguyên nhân gây viêm âm đạo có thể gây ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến thai nhi. Ví dụ như bạn bị nhiễm đầu cầu chlamydia hoặc là những cái tình trạng bệnh lý lây lan qua đường tình dục như HIV, giang mai. Đó là những tình trạng mà có thể gây nhiễm trùng sơ sinh, gây ảnh hưởng đến thai kỳ rõ ràng tới thai nhi và có thậm chí có thể tử vong. Khi mà bạn có triệu chứng mà gây viêm âm đạo trong thai kỳ, tôi khuyên bạn nên báo đến tới bác sĩ sản phụ khoa của bạn để được kiểm tra, để xác định rõ nguyên nhân trực tiếp đến gây viêm âm đạo của bạn là cái gì để cho có hướng điều trị thích hợp cho bạn. Dạ vâng ạ. Câu hỏi tiếp tục từ bạn Huyền Thục, đó là: bác sĩ cho tôi hỏi, nếu bị viêm âm đạo trong thai kỳ thì có nên dùng thuốc hay chỉ sử dụng dung dịch vệ sinh là được, và có lưu ý gì thêm cho mẹ bầu hay không ạ? Trong quá trình bạn, nếu mà bạn nghi ngờ mình có những bệnh lý bất thường, đặc biệt là các triệu chứng của viêm âm đạo, thì bạn nên tới bác sĩ mình kiểm tra trước, có phải xác định là có phải đó là tình trạng nhiễm khuẩn âm đạo, viêm âm đạo bất thường hay không, hay là những cái tình trạng tăng tiết dịch sinh lý của người phụ nữ mang thai hay thôi. Sau khi mà đã được tới bác sĩ kiểm tra và xác định thì chúng ta phải tìm bác sĩ sẽ bạn sẽ hướng cho bạn sẽ có một số xét nghiệm riêng biệt để làm xác định rõ các nguyên nhân gây viêm âm đạo của bạn là gì. Bây giờ thì bạn hỏi về phần thuốc, thì đa số những cái thuốc mà điều trị viêm âm đạo thông thường được sử dụng tại chỗ, đó là những thuốc mà gây ít hạn chế đến thai nhi và thai phụ nhất. Nhưng mà các bạn không nên tự ý sử dụng thuốc, vì một số thuốc thì có an toàn trong thai kỳ, một số thuốc có gây thể ảnh hưởng tới gây dị tật thai nhi. Dạ vâng. Bạn Lưu Nguyễn Phương Thanh đã gửi một câu hỏi cho bác sĩ Anh Thư như sau: bác sĩ cho tôi hỏi, nếu bị ngứa vùng kín và tôi có dùng thuốc chữa bệnh thì có ảnh hưởng đến em bé trong bụng hay không, hay là tránh dùng thuốc và để vấn đề viêm ngứa tự hết thưa bác sĩ? Khi bạn có triệu chứng viêm âm đạo trong thai kỳ và những cái tình trạng đó gây khó chịu, đó là những cái tình trạng bất thường, và khi mà có tình trạng bất thường như vậy thì bạn nên đi khám. Nếu mà tình trạng của bạn không tự ổn định sẽ gây khó chịu, và khó chịu sẽ ảnh hưởng cái thai kỳ của bạn không vui vẻ gì rồi. Và như nãy mình đã nói trên, cái thuốc mà điều trị viêm âm đạo thai kỳ là tùy theo một cái số loại tác nhân gây viêm âm đạo như thế nào. Và khi mà các bạn mà sử dụng bị viêm âm đạo thì hồi nãy bạn trên nhớ nói mình chưa trả lời thiếu là cái tình trạng mà sử dụng nước rửa phụ khoa trong âm đạo trong thai kỳ. Cái nước rửa phụ khoa đó thực ra là mình chỉ nên hỗ trợ thôi, mình không nên sử dụng mà nó để điều trị viêm âm đạo, vì sẽ gây loạn mất cân bằng hệ khuẩn âm đạo và sẽ gây bùng phát cái tình trạng mà viêm âm đạo của bạn gây rầm rộ hơn, nên bạn không nên tự ý để mua thuốc đặc và chịu đựng cái tình trạng viêm âm đạo của mình. Bạn nên tới bác sĩ của mình để khám và kiểm tra. Dạ vâng, tức là với những triệu chứng như bác sĩ Anh Thư đã trình bày trong bài nói vừa rồi, và chúng ta và các mẹ bầu chúng ta nghi ngờ là mình nằm trong cái nhóm là có nguy cơ bị viêm âm đạo, thì chúng ta nên nhanh chóng đi đến bác sĩ để mà có những cái tư vấn cũng như là làm các xét nghiệm cần thiết, đúng không ạ? Câu hỏi tiếp theo từ bạn Trần Thanh Trúc, đó là: bác sĩ cho tôi hỏi, khi mang thai nên dùng các loại thuốc có thành phần như thế nào để bôi âm đạo, và thuốc đặc âm đạo thì nên dùng loại nào ạ? Tác nhân mà gây viêm âm đạo như bạn đã biết là có nhiều tác nhân khác nhau, và đa số mà nãy mình đã chia sẻ thì cái thuốc mà điều trị viêm âm đạo hiện tại mà ít ảnh hưởng nhất là vùng đặc âm đạo và vùng gel âm đạo. Trừ khi những đánh giá các yếu tố nguy cơ mà bác sĩ phải sử dụng những cái thuốc toàn thân, đó là những cái tác nhân mà gây nguy hiểm cao thôi. Còn là đa số thì những cái sử dụng thuốc viêm âm đạo, đặc âm đạo thì đa số không thấy ảnh hưởng gây thai kỳ nhiều. Nhưng mà các bạn phải cẩn thận, tại vì không phải là thuốc nào cũng thậm chí là an toàn trong thai kỳ. Khi mà bác sĩ sẽ điều trị cho bạn sẽ cân nhắc những cái lợi ích là lợi và hại trong quá trình thai kỳ của bạn, bác sĩ sẽ có hướng điều trị thích hợp. Các bạn không nên tự ý mua thuốc về nhà đặt nhé. Dạ vâng ạ. Một câu hỏi từ bạn khán giả có tên là Thùy Trinh Võ, đó là: ăn các sản phẩm sữa chua có nhiều lợi khuẩn thì có giúp ích
gì trong vấn đề viêm phụ khoa khi mang thai hay không ạ? Đây là một câu hỏi rất là hay, vì cái rất nhiều phụ nữ các bạn thấy kỳ là cũng hỏi mình là cái ăn sữa chua nó có lợi ích gì trong môi trường âm đạo hay không. Thật ra thì cái ăn bình đường tiêu hóa, nhưng mà cái vị trí mà âm đạo về đường hậu môn, về cái đường tiểu, cái ba vị trí ở đặc biệt ở những người phụ nữ thì nó rất là gần nhau, và có hỗ trợ mang vi sinh trong quá trình thai kỳ cũng như là những người phụ nữ bình thường khác, thì trong môi trường hiệu quả âm đạo vẫn có lợi ích. Tại vì trong môi trường âm đạo vẫn có những tác nhân, đặc biệt là lactobacillus. Đây là một tác nhân nó sẽ cân bằng lại cái hiệu quả âm đạo cho bạn. Bình thường những coi như vi khuẩn như nấm, bắt là những con vi khuẩn âm đạo, nó sẽ sống cân bằng, gây cân bằng để tạo ra một cái môi trường âm đạo thuận lợi cho bạn. Khi mà có một tình trạng stress gì đó, hoặc là một cái tác nhân gây bùng phát, thì những con lactobacillus này và yếu đi, thì cái tình trạng viêm âm đạo mới xảy ra, và một thậm chí là xảy ra dữ dội, gây triệu chứng và gây viêm phần phụ. Vì vậy mình vẫn hay khuyến khích cho những người phụ nữ là có thể bạn sẽ sử dụng những cái loại bổ sung bằng mang vi sinh có thể hỗ trợ trong việc điều trị mang âm đạo. Dạ vâng, hy vọng là câu trả lời của bác sĩ Anh Thư là sẽ làm hài lòng bạn khán giả này, cũng như là các mẹ bầu chúng ta có cùng chung câu hỏi này. Một câu hỏi tiếp theo từ bạn Ái My Hoàng, đó là: bác sĩ cho tôi hỏi, viêm âm đạo thì có cản trở sinh thường hay không ạ? Viêm âm đạo thì hiện tại có một số tác nhân có thể lây lan qua đường khi mà chuyển dạ, ví dụ như HIV, viêm gan B, giang mai, hẹp bét. Đó là những tác nhân mà có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi. Ngoài ra thì viêm âm đạo cũng có thể gây kích thích chuyển dạ, có thể gây sinh non, gây nhiễm trùng ối. Đó là những tác nhân trong quá trình chuyển dạ như vậy nó có vấn đề, thì đương nhiên sẽ gây, có thể gây kéo dài cuộc chuyển dạ, cũng có thể gây nhiễm trùng ối và dẫn đến tình trạng phải mổ lấy thai, hoặc có thể là gây nhiễm trùng sơ sinh và gây tử vong. Dạ, tức là theo em hiểu là ít nhiều là nó cũng có cái sự ảnh hưởng, đúng không ạ? Dạ. Câu hỏi từ bạn khán giả Nguyễn Thúy, đó là: cách xử lý khi gặp phải tình trạng viêm phụ khoa trong thai kỳ thì sản phụ cần phải làm gì thưa bác sĩ? Những xử trí thì các bạn, sau khi mà các bạn đã cảm thấy những cái tình trạng của mình là bất thường như vậy, đó là sau, trước và sau khi gặp bác sĩ sẽ điều trị cho mình. Sau đó chúng ta có thể về nhà sẽ tự xử lý. Ví dụ như các bạn có thể giảm những cái triệu chứng đó, hoặc là phòng tránh những cái bệnh lý và viêm âm đạo có thể tái phát đi lại. Như mình hồi nãy đã chia sẻ là chúng ta có thể là thay chịu khó thay đồ lót thường xuyên, là vệ sinh vùng âm hộ hàng ngày. Thứ nhất có thể rửa ít nhất là từ 2 lần một ngày và rửa người nước sạch, sau đó lau khô sạch sẽ, tránh đi ẩm. Thứ hai là chúng ta có thể sử dụng những loại đồ lót cô tông mà nó có sự thấm hút tốt. Ba nữa là những cái loại đồ lót chúng ta nên phơi hết ra ngoài nắng. Những cái tác nhân như nấm thì có thể bị tiêu diệt dưới ánh nắng mặt trời. Thứ ba nữa là không nên lạm dụng những cái sử dụng cái nước rửa phụ khoa, và có thể gây mất tình trạng âm đạo, cái sự cân bằng của hệ quẩn âm đạo. Tiếp nữa là chúng ta không nên là sử dụng băng vệ sinh hàng ngày để gây thấm hút dịch, vì băng vệ sinh hàng ngày có thể gây là bí và gây tình trạng quá kích của tình trạng mà nhiễm khuẩn âm đạo lên. Dạ vâng. Câu hỏi từ bạn khán giả Thanh Trần, đó là: bác sĩ cho em hỏi, em tuần 37 và em bé thì 3,2 kg, làm sao để hạn chế tăng cân, và em đi khám thì bác sĩ bảo xương chậu hẹp, như vậy có cách nào khắc phục hay không ạ? Vì nguyện vọng của em là muốn sinh thường ạ. Khung chậu hẹp thì phải chính xác nhận rõ là có phải là khung chậu hẹp hay không. Thì đã có một cái là kích quang chậu thì sẽ xác nhận được, ví dụ thai kỳ của bạn mà 3,2 kg mà khung chậu hẹp thì vẫn có thể theo dõi sinh thường, nhưng mà cái này là vẫn có chỉ định tương đối. Bạn có thể là thử thách sinh thường thôi, nhưng mà cái tình trạng mà chỉ định tuyệt đối thì chúng ta phải theo dõi quá trình chuyển dạ. Đó là một quá trình không ai nói được chính xác được là cái thai kỳ của bạn không thể sinh thường được hay không. Dạ vâng ạ. Câu hỏi từ bạn Nguyễn Trâm, đó là: bác sĩ cho em hỏi, có những phương pháp điều trị nhiễm nấm âm đạo như thế nào ạ?
có những phương pháp điều trị nhiễm nấm âm đạo. Thứ nhất là tất cả về nhiễm nấm âm đạo là đa số chúng ta gặp đều là nấm candida. Có một loại số nấm nấm khác thôi, đa số là nấm candida. Và các phương pháp điều trị nấm âm đạo hiện tại là như thế nào? Thứ nhất, có thể sử dụng đường uống. Thứ hai, sử dụng được viên thuốc đặc trong âm đạo. Thứ ba là có thể dùng gel để điều trị. Và đa số ở những người phụ nữ thì sử dụng thay trong thai kỳ thì điều trị nấm âm đạo thì có thể sử dụng thuốc đặc hiệu quả hơn và nó sẽ ít tác động lên cái toàn đường toàn thân hơn. Và một số loại thuốc trong nấm điều trị nấm trong âm đạo có thể gây ảnh hưởng tới dị tật thai nhi. Vì vậy bạn, nếu mà bạn có thai kỳ đang trong quá trình mang thai thì bạn nên tới bác sĩ khi khám kiểm tra, bác sĩ sẽ xác định thời gian của mang thai kỳ như thế nào và cái thuốc nào sẽ điều trị hợp lý của cho thai phụ. Dạ vâng. Câu hỏi từ bạn Nguyễn Mỹ Hạnh có nội dung như sau. Thưa bác sĩ, có thể nhận biết khí hư bất thường qua các dấu hiệu nào ạ? Các khí hư bất thường hồi nãy mình đã có chia sẻ. Thứ nhất là có tình trạng là tiết dịch nhiều, gây khó chịu, gây hôi. Các khí hư có màu sắc bất thường như màu vàng, màu xanh, có kèm theo những cái triệu chứng khác như là tiểu dắt, tiểu buốt, đau khi quan hệ. Đó là những tình trạng mà khí hư bất thường. Dạ. Tiếp tục là câu hỏi từ bạn Hồng Hà, đó là huyết trắng ra nhiều, không mùi, màu trắng đục thì có phải là dấu hiệu của viêm phụ khoa hay không ạ? Có một số loại khí hư tăng tiết dịch, như hồi nãy có một bạn hỏi mình là trước và trong sau khi quá trình rụng trứng thì khí hư nó ra nhiều. Nhưng mà mình, các bạn đã thấy cái tình trạng bất thường như vậy thì bạn nên đi khám để kiểm tra. Cái tình trạng sinh một số kích thích dịch sinh lý nó khác hơn so với những cái chu kỳ trước. Bạn cảm thấy cái triệu chứng đó là khó chịu và bạn không xác định được cái tình trạng khí hư này là bất thường hay là bình thường thì bạn nên kiểm tra. Còn những khí hư bình thường là những cái khí hư mà nó có màu trắng dai, tiết dịch khoảng 10-20ml trong quá trình âm đạo. Và những cái khí hư đó thì không nghe mùi và giống như nghe mùi tanh nhẹ thôi. Và nó không có màu sắc màu vàng hay màu xanh bất thường gì cả và không gây những cái triệu chứng khác đi kèm như là tiểu dắt, tiểu buốt, ngứa vùng âm hộ, âm đạo. Dạ vâng. Bạn Nguyễn Tường Vân đã để lại câu hỏi dành cho bác sĩ Thư như sau. Màu sắc dịch âm đạo có thể chuyển sang màu vàng, xanh, trắng sữa hoặc nâu đen thì màu sắc nào được cho là bình thường và màu sắc nào thì phải cân nhắc đến bác sĩ để được thăm khám ạ? Các màu sắc ở tình trạng mà khí hư sinh lý là có màu trắng dai, hơi đục nhẹ và nó có mùi tanh nhẹ thôi. Còn những cái tình trạng mà khí hư khác đều là có thể là tình trạng khí hư bất thường. Có thể mình có nhận biết của bạn nó có thể là nó chưa chính xác. Dạ. Nếu mà bạn cảm thấy tình trạng của khí hư của bạn là rất là bất thường so với những hàng ngày thì bạn nên tới để kiểm tra. Bác sĩ sản phụ khoa sẽ có những kiểm tra cho riêng cho bạn và sẽ, nếu cần, bác sĩ sẽ coi thêm một số xét nghiệm để kiểm tra tình trạng của bạn có phải là viêm nhiễm đường âm đạo hay không. Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo đó là em mang thai 38 tuần nhưng nhau chỉ có mức độ 2 và dây rốn quấn cổ một vòng, như vậy thì có nguy hiểm cho em bé hay không ạ? Khi mà dây rốn quấn cổ một vòng như vậy thật ra thì không phải là chỉ định sinh mổ trong thai kỳ. Dây rốn quấn cổ một vòng đó là một dây chú ý mà theo dõi thai kỳ hơn so với những người phụ nữ khác thôi. Và tình trạng gây dây rốn quấn cổ thì thật ra bản thân mình thì mình cũng ít nói cho bệnh nhân có nên dây rốn quấn cổ hay không. Tình trạng đó thai kỳ thì vẫn cũng thể, chúng ta vẫn có thể theo dõi sinh thường qua ngã âm đạo được. Và khi mà mỗi lần kiểm tra thì các bạn có thể hỏi bác sĩ của mình nó có gây ảnh hưởng gì hay không. Và tình trạng của bạn thì mình vẫn có thể theo dõi thai kỳ tiếp tục. Dạ vâng ạ. Một câu hỏi từ bạn Châu Nguyễn với nội dung là xin bác sĩ tư vấn giúp là mặc đồ lót như thế nào, nhất là về chất liệu kiểu dáng để có thể giúp hạn chế viêm phụ khoa được không ạ? Mình khuyên là các bạn nên mặc đồ lót nó rộng và đồ lót này có sự thấm hút tốt. Và chịu khó thay đồ lót thường xuyên trong hàng ngày nếu có tình trạng khó chịu, nóng hoặc là bạn
Ví dụ những người phụ nữ mà ngồi văn phòng nhiều thì chúng ta nên không có ngồi quá lâu, bởi vì tình trạng ngồi quá lâu có thể là gây nóng bức cái vùng kín và gây đổ tăng tiết rất là nhiều. Khi đó thì các bạn phải đứng dậy vận động, và nếu khó chịu bạn có thể thay đồ lót thường xuyên. Đó là những cái đồ lót mà là cotton có gây thấm hút tốt, và tôi khuyên là không nên sử dụng băng vệ sinh hàng ngày quá thường xuyên, bởi vì nó sẽ gây bí cho bạn. Câu hỏi từ bạn Mỹ Hạnh đó là: thưa bác sĩ, nấm candida có phải là nguyên nhân chính để gây viêm phụ khoa trong thai kỳ hay không ạ? Nấm candida là một trong những tác nhân gây viêm âm đạo trong thai kỳ. Có rất nhiều nguyên nhân gây viêm âm đạo như nãy mình đã liệt kê phía trên. Và bình thường những nấm candida có thể sống trong âm đạo. Nếu mà hệ khuẩn của bạn tốt thì những cái nấm candida này không gây triệu chứng và không gây viêm âm đạo. Nhưng mà khi cái tình trạng của bạn gây mất cái hệ khuẩn âm đạo, gây rối loạn hệ khuẩn, thì cái tình trạng viêm candida này mới gây bùng phát, gây tình trạng nhiễm khuẩn và gây viêm âm đạo. Dạ vâng. Câu hỏi từ bạn Quỳnh Thúy đó là: sử dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ thì có giúp tránh bị viêm âm đạo hay không? Và hiện tại thì loại dung dịch vệ sinh nào là phù hợp với phụ nữ có thai ạ? Dung dịch vệ sinh phụ nữ thì chỉ là hỗ trợ điều trị trong tình trạng viêm âm đạo, viêm âm hộ. Các bạn không nên lạm dụng nó để điều trị viêm âm đạo. Đặc biệt là chúng ta chỉ nên rửa vùng phụ bên ngoài, không rửa thục rửa âm đạo bên trong. Có loại nước rửa phụ khoa nào thì hợp lý và thích hợp dùng cho phụ nữ mang thai? Thì thật ra thì các bạn có thể sử dụng những cái nước rửa phụ khoa uy tín và cảm thấy dễ chịu, và khuyên các bạn là chỉ rửa hỗ trợ điều trị trong vòng vài ngày đầu. Còn những cái thời điểm khác bạn không nên sử dụng quá nhiều, bởi vì có thể gây loạn mất, mất cân bằng những cái loạn khuẩn tốt trong âm đạo. Dạ, thưa bác sĩ, tức là khi mà chúng ta có những cái triệu chứng giống như là ngứa nè, đau rát nè, như bác sĩ đã trình bày á, và chúng ta có thể sử dụng các sản phẩm dung dịch vệ sinh để có thể là hỗ trợ trong cái thời gian đầu, trong khoảng 2-3 ngày. Và nếu cái tình trạng này vẫn tiếp tục kéo dài và cái cảm giác khó chịu nhiều hơn thì chúng ta nên nhanh chóng để đi đến bác sĩ, đúng không ạ? Dạ. Bạn khán giả Ngọc Minh Anh có câu hỏi dành cho bác sĩ Thư như sau. Thưa bác sĩ, nếu viêm phụ khoa dẫn đến khí hư, có thể có mủ và máu kèm theo thì tôi cần phải làm gì ạ? Nếu cái triệu chứng của bạn đã biểu hiện như khí hư, có mủ và có máu thì chúng ta phải nên đi khám để kiểm tra, xác định cái tình trạng đó có phải là viêm âm đạo hay không, hay là đã kèm theo những cái triệu chứng gì khác, và bác sĩ của bạn sẽ xác định vì cái tình trạng này có phải là viêm âm đạo và nguyên nhân và tác nhân nào cái tình trạng này viêm âm đạo trong thai kỳ đã diễn ra ở thai kỳ của bạn như vậy, và bác sĩ sẽ cho bạn một cái hướng điều trình điều trị phù hợp. Bạn không nên tự ý mà mua và sử dụng hoặc là chịu đựng cái tình trạng bệnh lý này, bởi vì nó có thể gây ảnh hưởng rất là nhiều tới thai nhi và thai phụ. Dạ vâng. Câu hỏi từ bạn khán giả Nguyễn Thùy Linh đó là: khí hư có mùi hôi khó chịu, hơi tanh hoặc chua thì như vậy có là bình thường hay không thưa bác sĩ? Nếu mà bạn đã có cảm thấy cái khí hư có mùi tanh và chua thì đương nhiên cái tình trạng đó là bất thường. Mình nên tới kiểm tra nha bạn. Dạ vâng ạ. Quý vị thân mến, chúng tôi vẫn tiếp tục nhận các cái câu hỏi, những thắc mắc từ các mẹ bầu. Chúng ta thắc mắc về vấn đề viêm âm đạo trong thai kỳ, và xin được nhắc lại chương trình ưu đãi dành cho các mẹ bầu tương lai từ phía Hoàng Mỹ Sài Gòn như sau. Ưu đãi 10% khi đăng ký online và đặt cọc gói sinh sẽ được diễn ra từ ngày 22 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020. Và như vậy là chúng ta chỉ còn vài ngày nữa để được áp dụng chương trình ưu đãi này. Quý vị nào quan tâm đến gói ưu đãi cũng như là dịch vụ sinh tại Hoàng Mỹ Sài Gòn, chúng ta có thể gọi đến số hotline 0904 334 841 để chúng tôi có thể thông tin rõ hơn về gói sinh tại Hoàng Mỹ Sài Gòn cũng như là các dịch vụ trong gói sinh. Và xin được phép tiếp tục chương trình tư vấn giải đáp từ bác sĩ Nguyễn Thị Anh Thư bằng câu hỏi của bạn khán giả Nguyễn Mai Anh, đó là:
Tôi muốn hỏi bác sĩ tại sao khi mang thai, sản phụ lại viêm âm đạo trong khoảng 3 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ? Vì tôi cũng rơi vào trường hợp này, nhưng độ 3 tháng giữa thì lại trở về bình thường và không còn bị viêm khó chịu vùng kín nữa ạ. Các tình trạng viêm âm đạo thai kỳ thì có thể xảy ra ở bất kỳ thời gian và thời điểm nào. Đặc biệt là các khi mà mới đầu mang thai, các tình trạng thay đổi nội tiết của những người phụ nữ thì bắt đầu thay đổi, đặc biệt là 3 tháng đầu, và có khoảng thời gian mà thay đổi nội tiết thì bắt đầu ổn định vào 3 tháng giữa. Nên tình trạng mà viêm âm đạo vẫn có thể xảy ra bất kỳ ở thời điểm nào. Nhưng mà tùy người phụ nữ của bạn thì rơi vào 3 tháng đầu và 3 tháng cuối, nhưng những người phụ nữ khác có thể rơi vào 3 tháng giữa. Và đặc biệt là các tình trạng mà viêm âm đạo thì có thể xảy ra vào nhiều vào 3 tháng cuối hơn. Khi mà có những cái triệu chứng bất thường như vậy, bạn nên chịu khó và theo dõi kỹ, đi tới bác sĩ của mình để kiểm tra và chịu khó những cái vệ sinh phòng tránh những cái tình trạng mà viêm nhiễm âm đạo tái đi tái lại, bởi vì nó có thể gây ảnh hưởng tới thai nhi của bạn. Dạ vâng, tức là tình trạng của bạn này thì nó không, tức là không như nhận định của bạn là có thể vào khoảng 3 tháng đầu và thường xuyên 3 tháng đầu hoặc 3 tháng giữa, mà nó có thể xảy ra ở bất kỳ một cái giai đoạn nào trong thai kỳ, đúng không ạ? Câu hỏi từ bạn Vũ Hà Kiều My có nội dung như sau: viêm âm đạo do nấm là gì và thường xảy ra ở thời điểm nào khi mang thai ạ? Viêm âm đạo do nấm là một trong những cái tác nhân mà nãy mình đã nói, đặc biệt là nấm candida có thể gây viêm âm đạo. Bình thường thì nấm candida vẫn có thể sống trong cơ thể mình, nhưng mà không có gây bệnh, gây hại gì cả. Nó giống như sống cộng sinh và đặc bình thường. Nhưng mà khi mà có một tình trạng stress gì đó bùng lên thì đương nhiên những cái con mà có hại sẽ bùng lên và gây viêm, gây nhiễm trong quá trình điều trị. Thì các bạn nên chú ý hạn chế những cái thức ăn ngọt hoặc những cái thức ăn mà gây kích thích. Cái thức có thể gây tăng tiết dịch âm đạo bất thường lên, và hạn chế tăng cường uống nước nhiều, ăn trái cây, vệ sinh mỗi ngày thì nó sẽ giảm triệu chứng đó nhiều hơn. Dạ vâng. Cũng là một câu hỏi về nhiễm nấm âm đạo từ bạn Nguyễn Rô, đó là: thưa bác sĩ, những yếu tố nào sẽ làm tăng nguy cơ bị nhiễm nấm âm đạo ạ? Những yếu tố gây tăng nguy cơ nhiễm âm đạo: một, có thể là vệ sinh âm đạo, vùng âm hộ âm đạo của bạn không đúng. Có thể là quá trình, những cái tác nhân, bạn có một stress hoặc là sử dụng thuốc kháng sinh quá nhiều, hoặc là cái tình trạng mà quan hệ tình dục không an toàn là vệ sinh vùng âm hộ âm đạo, hoặc là cách sử dụng mà cái tình trạng mà trong quá trình mang thai thì cái khi mà có sự rối loạn nội tiết, hoặc là bạn có thể ăn ngọt quá nhiều, cái tình trạng đó thì gây tăng tiết dịch âm đạo và gây mất cân bằng vi khuẩn khuẩn trong âm đạo, và những cái con nấm, đặc biệt là nấm candida, sẽ bùng lên và gây tình trạng nhiễm khuẩn và viêm âm đạo. Dạ vâng ạ. Câu hỏi từ bạn khán giả Nguyễn Phương Ngân, đó là: vùng âm đạo có dấu hiệu ngứa, sưng tấy và đau, có thể kết dính nhưng cũng có thể loãng như nước. Tôi bị như thế này được khoảng 1 tuần rồi, mong bác sĩ tư vấn giúp là tôi nên làm gì để điều trị bệnh lý này ạ? Bạn nên đi khám coi, phải kiểm tra thử cái tình trạng đó của bạn có phải là nhiễm khuẩn và viêm âm đạo hay không. Và đặc biệt là trong quá trình thai kỳ thì bạn nên kiểm tra sớm hơn. Bạn đừng cố gắng chịu đựng cái tình trạng nhiễm khuẩn và ngứa khó chịu đó. Thứ nhất là có thể gây ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của bạn. Thứ hai nữa, có tình trạng có thể diễn tiến và nặng hơn, đặc biệt là một số bệnh lý tác nhân khi viêm âm đạo có thể gây viêm phần phụ. Dạ vâng. Câu hỏi từ bạn khán giả Hồng Hạnh Trần, đó là: thưa bác sĩ, ở phụ nữ mang thai thì điều gì gây ra viêm âm đạo do nấm? Do cách sinh hoạt vợ chồng trong thai kỳ, do vệ sinh hàng ngày chưa đúng cách, hay do quần áo chưa được phơi kỹ, khô thoáng, hay là còn một nguyên nhân nào khác hay không? Thì mong bác sĩ có thể giải đáp ạ. Khi mà viêm âm đạo do nấm thì đương nhiên phải có tác nhân nấm thì mới gây viêm âm đạo do nấm. Thứ hai nữa là những các tác nhân bạn đưa ra ở phía trên, tất cả có thể gây ảnh hưởng và đều là gây nguyên nhân dẫn đến tình trạng viêm âm đạo của bạn. Bạn nên tới để kiểm tra. Thứ hai nữa, bạn sẽ giảm những cái triệu chứng đó đi bằng cách là như hồi nãy mình đã đưa ra những cái hướng xử trí và đề phòng cái tình trạng mà nhiễm khuẩn và viêm âm đạo.
Thứ nhất là chịu khó thay đồ thường xuyên, vệ sinh vùng âm hộ đúng cách, sử dụng nước rửa vệ sinh hàng ngày như thế nào. Đó là những tình trạng bạn nên làm để hạn chế tình trạng mà nhiễm khuẩn và viêm âm đạo. Đặc biệt là viêm âm đạo do nấm thì bạn nên có tình trạng giảm cái sự ăn ngọt lại. Nó sẽ gây tăng tiết dịch và gây ra tình trạng viêm âm đạo nó gây nặng nề hơn. Dạ vâng. Câu hỏi từ bạn Nguyễn Thanh An đó là: thưa bác sĩ, viêm phụ khoa thì có thể ảnh hưởng gì đến thai nhi hay không ạ? Nãy mình đã chia sẻ là viêm phụ khoa nó có ảnh hưởng rất nhiều đến thai nhi. Nếu mà không có được điều trị đúng và kịp thời thì có thể gây là nhiễm khuẩn, gây viêm phần phụ, gây nhiễm trùng thai nhi. Đặc biệt là một số tình trạng viêm âm đạo mà do những tác nhân gây hại và có thể gây nhiễm trùng sơ sinh như là giang mai, HIV, viêm gan B. Đó là những bệnh lý lây lan kèm theo những bệnh lý đi qua đường tình dục hoặc những cái bệnh lý như lậu cầu. Bạn nên tới và khám và kiểm tra điều trị đúng tác nhân gây bệnh, không nên tự ý mà điều trị ở nhà. Dạ vâng ạ. Một câu hỏi đã được gửi về cho ban tổ chức như sau: thưa bác sĩ, tôi được bạn bè chỉ có thể xông âm đạo bằng lá trầu, cải thiện hiệu quả các triệu chứng viêm âm đạo và khí hư có mùi trong thai kỳ. Như vậy thì cái cách này có an toàn hay không thưa bác sĩ? Hiện tại thì lá trầu không phải là phương thuốc để điều trị viêm âm đạo. Và những cái nguyên nhân gây viêm âm đạo là nãy mình chia sẻ là rất là khác nhau. Không phải là những cái nguyên nhân viêm âm đạo nào cũng có thể điều trị bằng lá trầu. Và không có ai nói rằng chính xác là lá trầu có điều trị được những cái triệu chứng viêm âm đạo hay không. Bạn nên tới kiểm tra nha. Cái tình trạng viêm âm đạo, một số người cũng tới chia sẻ là có thể là tình trạng này đã tăng tiết dịch bất thường thôi. Có thể rửa xong, khi mà rửa xong hơi có vùng kín thì bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Thì một số bạn sẽ gây bị nhầm lẫn, có tình trạng của bạn là tình trạng viêm âm đạo chứ không phải là tình trạng tăng tiết dịch của bình thường sau những cái ngày hành kinh và rụng trứng. Thì những cái thay đổi đó bạn có thể là lo lắng và gây xong lá trầu và gây nhầm lẫn là tình trạng xong lá trầu đã điều trị tình trạng tăng tiết dịch và viêm âm đạo của bạn. Dạ, như vậy là muốn biết có hiệu quả không với phương pháp này thì đầu tiên chúng ta cũng phải xác định được là cái nguyên nhân và cái tình trạng bệnh lý của mình có đúng phải là viêm đạo hay không, đúng không ạ? Dạ, câu hỏi tiếp theo như sau: tôi nghĩ rằng mình đang bị nhiễm nấm men nên có sử dụng thuốc đặc cũng như thuốc uống mà vẫn không khỏi. Như vậy thì tôi nên làm gì để cải thiện tình trạng của mình thưa bác sĩ? Khi mà bạn có tình trạng mà khí hư bất thường và có những cái triệu chứng của viêm âm đạo thì bạn nên chớ kiểm tra. Bạn đừng nên tới mà tự ý mua thuốc đặc, bởi vì tình trạng viêm âm đạo của mỗi khác nhau và cái tác nhân và nguyên nhân gây viêm âm đạo của bạn cũng là có thể khác nhau. Bạn có thể kèm những cái triệu chứng của nấm men, có thể triệu chứng của viêm âm đạo do những cái loại vi khuẩn và tác nhân khác. Bác sĩ sẽ có, khi mà bạn tới khám và kiểm tra thì nếu mà có thì bác sĩ sẽ khám để kiểm tra cho bạn coi thử có tình trạng viêm âm đạo đó có phải là chỉ duy nhất một tác nhân hay không, hay là những cái có kèm theo những tác nhân khác. Ví dụ bạn có thể ra mua thuốc đặc, đa số ở đây thì ít nhất thì ai cũng đã từng bị nhiễm khuẩn và viêm âm đạo một lần ở những người phụ nữ. Thì một số người thì không cần đặt thuốc vẫn có thể tự ổn định, nhưng một số người phụ nữ thì tình trạng viêm âm đạo càng ngày càng diễn tiến nặng hơn và có thể dẫn tới viêm phần phụ và áp xe phần phụ. Khi mà có tình trạng mà viêm âm đạo bạn thấy nó dai dẳng mà không thể điều trị bằng thuốc, tự mua thuốc ở nhà, tôi khuyên bạn đừng nên tới và tự sử dụng thuốc. Bạn nên tới bác sĩ của bạn kiểm tra có hở tình trạng và tác nhân của bạn viêm âm đạo là gì để cho bác sĩ sẽ có hướng điều trị thích hợp cho bạn. Dạ vâng ạ. Câu hỏi từ một bạn khán giả gửi về cho chương trình đó là: thưa bác sĩ, có nên lệ thuộc vào thuốc kháng sinh để điều trị viêm âm đạo hay không? Bởi vì cứ hết thuốc thì lại có triệu chứng ngứa rát, ra khí hư, có mùi hôi khó chịu. Như vậy thì tôi phải làm gì thưa bác sĩ? Khi mà bạn có những cái tình trạng mà viêm nhiễm âm đạo thì mình thấy là tốt khi mà bạn đã tới bác sĩ của bạn kiểm tra. Nhưng mà tình trạng thời điểm này bác sĩ đánh giá tình trạng viêm âm đạo là do nguyên nhân này, tình trạng viêm âm đạo là do nguyên nhân khác, không phải tình trạng thời điểm nào cũng đang điều trị giống nhau. Nên bạn nên tới kiểm tra. Ví dụ mà bạn bị viêm âm đạo tái đi tái lại nhiều lần
bạn có thể hạn chế những cái lối sống của bạn, thay đổi những cái lối sống, coi nó có khác hơn không, có điều trị các thay đổi khác hơn không. Bạn nên đừng tự ý mà sử dụng những cái thuốc mà đặc cổ truyền hay là thuộc rửa phía trong âm đạo, vì nó có thể gây mất lợi khuẩn những cái con âm đạo đó, ở lợi khuẩn âm đạo, và gây tình trạng mà viêm âm đạo của bạn tái đi tái lại nhiều lần. Dạ vâng ạ, tiếp tục là một câu hỏi có nội dung như sau. Thưa bác sĩ, hiện tại tôi đang mang thai ở 35 tuần và có điều trị đái tháo đường tiếp 1, nên sử dụng một số loại kháng sinh được bác sĩ kê đơn và không ảnh hưởng đến em bé. Như vậy, một phụ nữ bị tiểu đường thì có nguy cơ viêm phụ khoa hơn các mẹ bầu khác hay không ạ? Đái tháo đường là một trong những yếu tố gây mà tăng cường hoặc là gây yếu tố mà nguy cơ hơn so với những người phụ nữ khác, bởi vì đó là có hệ thống suy giảm miễn dịch. Nên mà cái tình trạng ở những người phụ nữ mà bị đái tháo đường, đặc biệt là đái tháo đường tiếp 1, tiếp 2, thì cái tình trạng này nhiễm khuẩn viêm âm đạo có biểu hiện có thể là nó sẽ nhiều hơn, nhưng mà người phụ nữ đó thì đa số cái chịu cái tình trạng đó quen nhưng mà không biết là mình có bị nhiễm mà bị viêm. Và tình trạng mà khi mà người phụ nữ mà có mắc trên bệnh lý, có bệnh lý đi kèm như là đái tháo đường hoặc những bệnh lý suy giảm miễn dịch khác, thì cái tình trạng mà viêm âm đạo của bệnh lý này thường nó sẽ nặng hơn và nhiều hơn so với những người phụ nữ khác. Vì vậy, khi mà đã sử dụng kháng sinh điều trị rất nhiều bệnh lý trên một bệnh lý đái tháo đường, đó là một trong những yếu tố khó điều trị và có thể bị tái phát tái đi tái lại rất là nhiều lần. Câu hỏi tiếp theo có nội dung như sau ạ. Âm đạo ngứa và rát vùng bên ngoài, có sưng và đỏ, dịch âm đạo có màu trắng, vón cục và không có mùi, và tôi đã bị tình trạng này được gần 2 tháng. Tôi nghĩ là do thời tiết nóng nên cơ thể có phản ứng bất thường, nhưng càng ngày thì triệu chứng càng nặng thêm. Vì vậy là mong bác sĩ có thể tư vấn giúp tôi ạ. Khi mà thời tiết nóng hoặc là bạn có ngồi một chỗ quá nhiều thì có sự tăng tiết dịch và mồ hôi, tiết dịch và tiết mồ hôi đương nhiên sẽ nhiều hơn. Nhưng mà tình trạng của đó, nếu mà cơ thể của bạn không tự ổn định và cảm thấy những cái khí hư của bạn là bất thường thì bạn nên đi khám kiểm tra. Bình thường thì những hệ khuẩn âm đạo là nó sẽ cân bằng ở những người bình thường, nhưng mà khi mà bạn có tình trạng bị stress, nhiễm hoặc là sốt, siêu vi thì những cái hệ khuẩn âm đạo cũng như là hệ thống suy giảm miễn dịch của mình nó sẽ bị sụp xuống. Thì những cái tình trạng mà viêm âm, những cái con mà sống trong môi trường âm đạo của bạn bình thường nó sống tốt, bây giờ thì nó sẽ có tình trạng những con mà có hại nó sẽ bùng lên, thì sẽ gây ra tình trạng là nhiễm khuẩn viêm âm đạo. Nếu bạn cảm thấy kéo dài và gây ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn, bạn nên tới kiểm tra để điều trị. Câu hỏi tiếp theo từ bạn khán giả gửi về cho chương trình, đó là: tôi đọc trên mạng và được biết là khi mang thai, nếu mẹ bầu bị viêm phụ khoa thì sẽ kích thích chuyển dạ sớm hoặc sảy thai. Như vậy thì điều này có đúng hay không ạ? Viêm âm đạo thì có một số tác nhân có thể gây kích thích, gây chuyển dạ sớm và có thể gây nhiễm trùng, đặc biệt là nhiễm trùng ối và nhiễm trùng sơ sinh. Khi mà có tình trạng mà ghi viêm âm đạo, đặc biệt là viêm âm đạo cho những người phụ nữ mang thai, các bạn trong quá trình thai kỳ các bạn cần lưu ý, khi mà thấy những cái huyết chất của bạn nó có bất thường và có những cái triệu chứng của nhiễm khuẩn và viêm âm đạo, các bạn nên khi mà khám thai các bạn nên nói bác sĩ theo dõi thai kỳ của mình biết, để bác sĩ xác định lại cái tình trạng này là tiết dịch bất thường hay là bình thường ở những người phụ nữ mang thai. Vì một số viêm âm đạo có tình trạng mà nhiễm khuẩn và viêm âm đạo có thể gây ảnh hưởng rất là nặng nề tới thai nhi của bạn, và trước mặc dù trước đó thì trong quá trình thai kỳ của bạn không có triệu chứng gì cả, nhưng mà tới 3 tháng cuối hoặc là 3 tháng giữa thai kỳ, những tình trạng này tiết dịch hoặc là tình trạng suy giảm của hệ khuẩn âm đạo nó sẽ tăng lên, thì gây tình trạng nhiễm khuẩn và viêm âm đạo. Nếu mà có những cái tình trạng đó thì bạn nên tới kiểm tra và điều trị thích hợp để có những cái phương hướng tốt, để tránh những trường hợp mà gây sảy thai hoặc là gây kích thích quá trình sinh non và nhiễm trùng sơ sinh. Dạ vâng ạ. Tiếp tục là một câu hỏi có nội dung như sau. Thưa bác sĩ, đối với trường hợp đã bị viêm phụ khoa thì mang thai rồi thì có nên hạn chế số lần quan hệ tình dục hay không ạ?
trong quá trình điều trị viêm âm đạo thì đương nhiên bác sĩ sẽ khuyên bạn là kiêng quan hệ trong quá trình điều trị. Thứ hai, khi mà bạn đó có quan hệ thì khuyên tình trạng quan hệ đó phải là tình dục an toàn, tránh những cái tình trạng khi mà đã điều trị từ đợt viêm âm đạo do tác nhân này nhưng mà có thể bạn có thể nhiễm những cái tác nhân khác khi mà bạn quan hệ tình dục là một trong những nguyên nhân gây viêm âm đạo. Và khi mà có trước và sau khi quan hệ và nếu mà có tình trạng tăng tiết khí hơi bất thường hoặc là những cái triệu chứng của viêm âm đạo, bạn nên được kiểm tra. Sau đó nếu mà cảm thấy cái tình dục quan hệ tình dục đó là quan hệ tình dục không an toàn thì bạn nên tới bác sĩ và đề nghị bác sĩ của mình kiểm tra xem và nói rõ tình trạng của mình cho bác sĩ biết, để có phải là có nên xác định rõ những cái tình trạng tăng tiết dịch của bạn và viêm âm đạo của bạn là có phải là do nguyên nhân đó hay không hoặc là do những nguyên nhân khác. Dạ. Câu hỏi tiếp theo dành cho bác sĩ Anh Thư đó là: tôi có nghe bạn bè bảo tập thể dục nhẹ nhàng, duy trì lối sống khoa học thì có thể hạn chế tối đa việc viêm nhiễm phụ khoa khi mang thai. Mong bác sĩ tư vấn giúp là nhận định này có đúng hay không ạ? Khi mà bạn có một cái lối sống khoa học và cái tập thể dục nhẹ nhàng thì đương nhiên không những bệnh lý viêm âm đạo hoặc là những cái bệnh lý gì khác nó cũng là một cái hướng tích cực để phòng tránh những cái bệnh lý nặng nề hơn. Và trong cái điều trị viêm âm đạo, khi mà bạn có một cái lối sống lành mạnh như vậy thì cơ thể khỏe mạnh thì hệ khuẩn ở đâu cũng sẽ khỏe mạnh, đặc biệt là hệ khuẩn âm đạo. Nên tôi cũng khuyến khích là các bạn nên có như một cái lối sống lành mạnh, tập thể dục, vận động nhẹ nhàng. Không những cái vận động nhẹ nhàng tập yoga nó không ảnh hưởng đến thai kỳ và không gây bất thường gì tới hệ khuẩn âm đạo, thì bạn có thể tăng cường cái lối sống đó không phải là trong quá trình thai kỳ mà trước, trong và sau thai kỳ cũng vậy. Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo từ bạn khán giả gửi về cho chương trình có nội dung như sau: mẹ chồng tôi nói có thể là quần lót sạch bằng bàn là nóng để tiêu diệt hết những bào tử nấm còn sót lại ở quần, lúc phơi dưới ánh nắng mặt trời vẫn chưa tiêu diệt hết. Như vậy thì tôi có nên nghe theo ý kiến này hay không? Và có cách nào tiệt trùng quần lót và hay hơn hay không ạ? Điều trị cái viêm âm đạo do nấm và các tác nhân mà điều trị sạch tác nhân nấm men thì cũng là vấn đề mà đa số những người phụ nữ hay gặp. Bác sĩ sẽ khuyên bạn là sẽ phơi đồ lót ra ngoài nắng. Thứ hai là khi mà những cái trời, những ngày nắng có nắng và phơi ngoài nắng thì đương nhiên nó sẽ giúp hỗ trợ. Nhưng mà những ngày trời mưa thì sao? Thì các bạn có thể là sử dụng bằng là, nhưng mà nhiệt độ bằng là bạn chỉ là được 70 đến 80 độ C thôi, không có thể mà là hết được, nó chỉ hỗ trợ một phần. Sau đó có thể một số người có thể thay đồ lót mới luôn, không cần sử dụng những cái đồ lót cũ để gì hết, bỏ hết những cái bào tử nấm mà còn sót lại ở những cái quần lót cũ. Hoặc là bạn có thể là dặn nước sôi và phơi lại ngoài nắng, và hỗ trợ thêm đó là ủi bằng là để giảm thôi, chứ không có ai nói chắc chắn 100% nó sẽ diệt hết những cái bào tử nấm còn sót lại. Dạ vâng, tức là cách tốt nhất là chúng ta vẫn phơi ngoài nắng. Việc sử dụng bàn là nó chỉ mang tính chất tương đối, đúng không ạ? Và chúng ta cũng nên là thường xuyên là thay mới khi quần lót, không nên sử dụng quá lâu ạ. Câu hỏi tiếp theo đó là: cần chú ý gì trong ăn uống và sinh hoạt khi điều trị viêm âm đạo, và nên kiêng khem những thức ăn gì hay không ạ? Các bạn khi mà có một cái lối sống lành mạnh, uống nhiều nước, ăn trái cây, ăn rau xanh, rau củ quả nhiều, đó là một cái yếu tố tốt. Hay là bổ sung măng vi sinh thì là một trong những thúc đẩy mà cái hệ khuẩn âm đạo của bạn, nhưng mà cũng như hệ khuẩn ở những nơi khác tốt lên. Và nên tránh những cái thực phẩm thứ nhất như là ngọt, hoặc là những thực phẩm có sự kích thích như là trà cà phê, hoặc là những đồ ăn cay nóng, bởi vì những cái sử dụng những thực phẩm này sẽ gây tình trạng tăng tiết dịch. Và khi mà có tình trạng tăng tiết dịch như vậy sẽ làm cho những cái triệu chứng mà viêm âm đạo bạn đang có, hoặc là những cái tiết dịch âm đạo bất thường sẽ gây ra nặng nề hơn và gây khó chịu trong cuộc sống của bạn. Dạ vâng. Tiếp theo là một câu hỏi sẽ có được rất nhiều người quan tâm, đó là: quá trình chữa viêm âm đạo thì có mất nhiều thời gian hay không ạ?
Quá trình điều trị viêm âm đạo thì tùy theo tác nhân và nguyên nhân gây bệnh viêm âm đạo của người nhà như thế nào. Thông thường một liệu trình điều trị viêm âm đạo sẽ kéo dài từ 7 đến 14 ngày và tùy theo tình trạng viêm âm đạo thì sẽ có thể kéo dài lâu hơn. Bạn nên tới kiểm tra để xác định rõ nguyên nhân gây viêm âm đạo của bạn là tác nhân gì, là nguyên nhân gì dẫn tới tình trạng nhiễm khuẩn và viêm âm đạo của bạn để có một cái phương thức và điều trị và hướng xử trí đúng đắn. Dạ, tức là cái quá trình điều trị viêm âm đạo ít hay nhiều, lâu hay mau thì nó còn tùy thuộc vào nguyên nhân và cái tình trạng bệnh lý của từng người, đúng không ạ? Và câu hỏi cuối cùng trong chương trình tư vấn ngày hôm nay đó là: bác sĩ cho tôi hỏi sử dụng thuốc viên đặc viêm phụ khoa trong thời gian thai kỳ thì có gây nguy hiểm đến thai nhi hay không ạ? Hiện tại đa số những loại thuốc viên đặc âm đạo và đặc biệt là sử dụng ở những người phụ nữ có thai thì chưa có chứng cứ nào xác định là có thể gây dị tật ở thời điểm nào của thai kỳ hay không. Nhưng một số loại thuốc thì có chống chỉ định thật sự trong thai kỳ. Bạn nên, đó là tôi khuyến cáo các bạn là không nên tự ý mua sử dụng thuốc để điều trị tình trạng viêm âm đạo của bạn, vì một số loại thuốc có thể gây dị tật nặng ở thai nhi, nên bạn nên tới kiểm tra và bắt được bác sĩ chỉ định đúng đắn của mình để có một cái hướng xử trí tốt đẹp trong thai kỳ của mình. Dạ vâng, xin cảm ơn phần tư vấn cũng như là giải đáp của bác sĩ Anh Thư ạ. Và quý vị thân mến, hy vọng rằng chương trình lớp tiền sản online ngày hôm nay đã cung cấp những thông tin hữu ích đến các ông bố bà mẹ tương lai cũng như là các mẹ bầu đang có những vấn đề về bệnh lý viêm âm đạo trong thai kỳ. Vì thời gian của chương trình có giới hạn nên đối với những câu hỏi chưa được giải đáp hoặc là quý vị nào còn có những thắc mắc cần được sự tư vấn của bác sĩ Anh Thư, chúng ta có thể để lại câu hỏi ngay tại phần bình luận của chương trình livestream được phát trên kênh fanpage của Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn. Xin được hẹn lại quý vị và các bạn trong chương trình lớp tiền sản online tháng 7 sẽ được diễn ra vào ngày 23 tháng 7 năm 2020 với chủ đề chuyển dạ, dấu hiệu, biến chứng và phòng ngừa. Một lần nữa xin được cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.